chiên. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu tiên mình gần đọc mình phải niệm Phật một lát. Tên chúng ta đọc đi. Ừ. Tay lại mình. À ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cổ Thiên Ngũ Bát Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bát Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Vậy giờ mình đọc giảng nè. Ra xe nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bằng tâm ngầu thừa nhàn theo đội nghiêng bước luận bàn tục tiên. Quốc cũng chuyên nó tu hành xa nơi tranh đấu lời danh giữ lòng thân tình tánh lành trao chia trì niệm sấm phía thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê chi toàn gieo giống bồ đề kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương giải phiên những kẻ ngộ ngang biết câu lục tờ dình đàn tư ân ở trần xứ cho nghĩa nhân quyết là đọc lớn lên tôi Phật rồi thân liên đài cầu cho mối đạo quăng khai cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi Phật an thân kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương Phật đài phương xưa
lệ nghe cây nương đất nghe màu từ bi quay lật nhiệm sau đỏ con thoát chúng sau chẳng ai nam mô Thích Ca Như Lai ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh dưới đây lượt tà sách kinh cho chồng nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật chuyện rồi đọc qua suy nghiệm xét soi chấm tà tiên kệ từ bi quá diệu trầm giết lòng tham dòng diệt thanh âm trần gian sai đắm theo màu sắc tịnh độ giác truyền chỉ dục tâm phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu nghe gạnh chánh pháp thoát tà dâm phù sanh nhật mộng đời thì lao khổ tình chi tu thân khỏi lạc lầm hào quang chư Phật rồi mười phương đạo Phật xem qua chớ gọi thường chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu cô công dình dự tánh thuần lương lòng quán ái xót thương dân chúng buổi lỗ lăng Phật giáo suy đòi kẻ tu hành ai nở yên ngồi mà sớm kể chịu kinh thông thà mình đã gặp con thuyền bát nhã thì có lý nào ích kỷ tu thân Phật tổ xưa còn ở nơi trần ngài ráng sức ra công quằng quan nên đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia.
rạng dâng bằng giáo thiết bình hòa, dâng bác ai gieo sầu gió tầng, sao nhập bụi phong trào hồ tăng tăng đua trang theo vật chất dân mình. Nên ít người khảo xét kể kinh được, vật chung hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen dòng tôi lời ta sư ngoại đạo gieo vàng, cho nhân sanh trong già núi nào. Mệt quá. Để chút anh em mình. Sớm làng đồng thanh xôn xao, cùng nhau bàn tán nghi khác ngày nào trong Nam. Chúng dân tự ngộ tùng tam kẻ ma người mỹ kẻ làng này đông đúc nhiều người dân tình cũng được đôi môi tu hành nhiều người già cả lòng lành có nhiều kỳ lão biết rành tết xưa tới đâu cũng ít người nằm lăn cát sớm trưa dỗ dành chân bài tết cô đức tu hành phần nghề tôi dân quê nghe nói ai hỡi ôi hung đồ cần nghịch một hồi cười ba lớp nghe theo làm gì thấy trong lễ thứ cùng kỳ đi đâu cũng bị dân thì ghét dơ ngày đâu chơi ít bình ngần ngơ sớm hiền cũng không thèm chồng bạc tiền quyết lòng tìm kiếm người hiền mà kỳ dân ít mép môi cùng còn cũng kiến chè soi hề thương dân nên chịu
bề thấp cao tớ thầy nào nay cần lao thương dân dài đi dỗ xiết bao nhọc nhằn ngộ ngân lễ nghĩa năm hằng tam can trung trực người rằng ngủ suy giết ra mới muốn bài thi đăng cho đằng thế biết nghe thầy thần tiên cùng xưng rằng hiểu khung điên nhắc ra nhiều khúc rồng tiên hồng ban nam mô a di đà phật. Nghĩ một lát nghe cô anh. Muốn xe gì? Anh kêu rồi mình mới đặt. Nam mô A Di Đà Phật. Con dạ, con dạ cái giống của nè. Mẹ đi con không nên sợ hết. Nghe ngoài cõi này còn các cõi màu gửi linh nê hồn chẳng thiếu chỗ đâu chớ tiếc cõi tạm sầu gây tội mẹ đấy con phước càng dư bồi càng được sanh vào cõi thanh cao như có tiền sung sướng sang giàu vì còn nghèo chịu khổ lao gánh nát mẹ đây con hồn lìa khỏi xác ngơ liền sanh qua cõi khác cái phần nhiều cõi quỷ thần hoặc cõi cao siêu loài người hoặc đi theo thú vật mẹ đấy con ấy là sự thật nghi di như người vừa lột áo này tất nhiên là áo khác liền thay áo lành hoặc áo đầy rách cả mẹ đấy con nên đi chạm già nghe những lỗi nào mẹ đã nói qua để lập công trong cõi ta bàn mượn tạm xác diệu mà sanh chung mẹ nấy con đời như giọt mùng nghe sống muộn gì nó cũng ra cùi nhiều khổ sầu nào thấy an vui hả không chán nghi còn chui đục mài mẹ đi con ta bà thế giới từ vật chi cũng hại được người lọt thua hùm bị xé ăn tươi thì rơi miệng cá bị nhoi bị nút mẹ đấy con đeo mai sắc nhục nghe ngoài mũi mồng công nhúc
lại sơn. Sự uy nàng có khắp bốn bên, đâu bị coi Phật tiên vô sự. Mẹ nay con không nên do dự, hãy tận tâm tu thử kiếp này. Nếu không thành mẹ chịu bỏ thay, không còn ở nơi Tây Phương Phật. Mẹ đấy con ấy lời hứa thật, con đừng lòng ngời giật lửa ư, giữ gìn cho tâm được nhất như mẹ đời kẻ quy cứ cực lạc. Mẹ đấy con xem người đang khát, không muốn gì hơn bát nước trong. Nước càng chưa được uống càng mong, tu như thế thành công ấy chè. Mẹ nấy con buổi đầu mạnh mẽ, sao ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Lớn lên chẳng bao giờ gặp Đức Thế Tôn, con người cuộc đời. Ê, khoan rồi.